After taking down the Butcher Clan, the 300s have a lot of plans to do. We took over the seaside to be our main area, but our main objective was the place behind the taco shop, the place where every criminal store and box their knuckles to sell to the local. Taking control over that area will make a lot of people angry, but we do not care. All we wanted from the start was war. For now, we're gonna go take care of the Lost MC. Chị ơi, để anh. Sao đó? Rồi tao có chuyện gì? Kiểu hôm bữa có chuyện như thế nào thì nói cho anh em nghe kìa. Tức là tao gọi anh Kiệt về không? Tao đi thăm quan tình hình xíu nha, cái nào nói chuyện nói tao. Kiệt á, mày về, mày qua bọn nhà lót, mày qua em nói chuyện với tao cái, bọn nó đông đủ rồi nè. Có thằng hôm bữa nè. Đồ má, để tao chết mấy nóc nhà đó. Ờ, qua đây, qua đây. Chắc kì. Ok. Tụi mấy em phải nói chuyện với mấy em, không lẽ bắn mình kỳ quá. Sao biết được mày ở độ á, Giang Hồ, Giang Hà, sao biết được tụi nó tính gì? Đúng rồi. Lại nó khuyên nói chuyện khó chịu quá thì chắc tao cũng khó chịu á. Cả đường mới dễ tin người quá là có ngày chết đó, Lê ơi. Thì bây giờ cứ nói trước cho nó biết đi, rồi tới thằng kia về thì nó xấu. Cái chuyện hôm bữa là thằng Kiệt nó bảo với tụi mày là dưới chân này tụi mày bọn tao gì ra nói tiếp đi. Bọn tao kiếm chuyện với tụi nó á, cho nó tới kiếm chuyện với tụi bay. Tụi bay còn chưa nói nhà tụi bay ở đâu biết rồi, thì tụi qua tụi tao qua mà tụi bay mày nói rứ chết chưa sợ lại nha. Sợ nó động vậy ông Luis rồi tôi lúc này. Thì bây giờ ông là cái người mà ở trong vụ việc, ông biết được vụ việc nó ra đang, ông nói cho chính xác cái thế trời, ông là cái người confirm cái vụ việc đó mà. Hôm bữa là cái vụ việc mà Kiệt nó bảo là tụi bên tôi cầm súng ra vào nhà của các ông đúng không? Đâu, tôi có nói câu đó đâu. Ủa, để nói cái gì? Câu đó mà. Lê lên nói chuyện đi kìa. Lê đâu? Ủa, tao vừa mấy bạn nghe anh em bảo tao thế à? Hả? Tao nghe nè. Mày câu chuyện là như thế này nè. Đi lại nói trước đi. Vụ gì? Nói lại tao nghe với. Vụ gì nhà mình bắn, nhà mình đái, nhà mình gì đó. À, thì là như vậy, thì là hôm nay tao có gặp thằng Kiệt này ở chung cư. Thì bọn tao ra nói chuyện với nó bình thường thôi, thì tao mới hỏi là ủa tao nhớ ở trước bên đó là MC mà. Thì nó nói với tao là nó bị đuổi rồi, thì tao mới hỏi ủa tại sao bị đuổi. Cái là nó mới kêu là hôm bữa mấy thằng The Lost nó đòi qua bên nhà bọn tao, nó khiêu khích, nó đá vào nhà bọn tao cái gì á. Tao ngồi tao mới nói là mấy ý kiến đấy xàm quá bọn tao không có thích. Cái là bên mày mới chửi nó là xàm cái lồn, tao thấy được cút ra quả hút. Đấy tao biết vậy thôi. Ủa hả? Bọn tao đuổi à? Ừ, nó kêu bọn mày đuổi. Thằng nào đuổi đấy? Đây, câu chuyện là hôm bữa anh Kiệt á, tôi nghe anh em nói lại á, là anh Kiệt nó góp ý vấn đề nhà găng của tụi tao này kia đấy. Là nó kiểu nó hơi bị thủ này kia, nó hơi khó, hiểu không? Thì thằng Kiệt nó góp ý với tao, nhưng mà anh em nói với nó này kia là nói gì thằng Kiệt mà mày góp ý mấy cái ý kiến gì đó xàm quá. Thì thôi, mày cút đi, còn tao không nghe được cái gì, cái vấn đề là qua bên nhà tụi mày phá này kia cả. Với lại tụi tao cũng đâu biết nhà tụi mày ở đâu đâu mà phá. Cái chuyện nhà tụi bay cũng giới thiệu cho tao biết mà tao tao phá phá. Cái này là tao confirm như vậy thôi. Với lại Kiệt nói đấy kìa. Với lại thằng Kiệt này, anh em bên tao giúp đỡ mày từ ngày đầu mày lên thành phố. Cái vấn đề đó là vấn đề riêng của mình với nó. Yên Kiệt nó nói đi. Bọn tao không có quan tâm là bọn mày giúp đỡ nhau như con cặc nào ở nhà bọn mày cần xây như nào đâu. Bọn tao chỉ muốn quan trọng vấn đề chính thôi. Đấy. Thì là lúc đấy con ở đấy không? Có anh luôn, mà anh đang nghe điện thoại thôi. Nên là chắc anh không nghe cái câu đó. Thì đúng rồi, chắc là anh không nghe câu đấy đấy. Đó là cái khúc đó là thằng Đỏ nó đi lấy xe lên xe là nó đi luôn á. Không.
ông đó đó là thằng tóc đỏ này nè, đúng không? Đúng rồi. Thì đấy, câu chuyện là Lê nghe chưa? Với lại cái vấn đề là tụi tao cũng chưa biết nhà tụi mày ở đâu nữa mà. Thì tao mày biết hay chưa mà tao muốn hỏi mày nè, mà mày muốn gì mà mày cướp bọn tao? Cái câu đấy tụi tao đến điếm chính đài là bên tao không có thằng nào nói cả. Rồi, nói chung là mày không có ý định gì với tụi tao cái gì đúng không? Không có muốn gây gỗ gì hết vậy? Ờ, vừa phải trước đấy tụi mày qua nhà tao bắn này kia, có mấy thằng em tôi nói lại thì tụi tao chưa qua tìm tụi mày thì thôi, chứ bắt gì mà tụi tao phải đi làm những cái việc đấy. Ừ, đúng rồi, qua tìm tụi tao rồi có nói chuyện để mà lấy lại đồ đúng không? Hôm đó đúng không? Thì đúng rồi, đúng nhưng rồi. Mà mày không có đưa đúng không? Thì tụi đúng tao rồi. Kiếm tụi mày để bắn nhau này kia hay là kiếm chuyện này kia nữa thì thôi, thì bắt gì phải đi làm mấy cái vấn đề ở đấy. À, thế thì không có thì thôi, nhưng mà thôi, nói là muốn xác nhận cho nó rõ vậy thôi. Vậy đi. Còn nói luôn là nhà của bọn tao ở dưới bãi biển, nhà chữ B. Còn đường tiếng gì nha? Biểu cơ gần chỗ có mấy đường tên là giao rồi chứ đấy. Vita Street, AKA Aguja Street ấy, ngay đấy. Mà mình nhà chữ B. Cần đéo ở biết. Ủa, có vấn đề đó mày, bọn mày tự sủa câu, bọn mày cần biết mà bọn mày chửi. Ủa, có vấn đề tao không? Nói bọn tao cần không đéo. Bây giờ như thế này nè, đừng nói nữa, có vấn đề. Ôi. Đi mẹ nó, thằng Liêu Kinh bắn mẹ nó. Để em đăng đầu trọng này về nè. Ủa, lòi xác nó nhớ kéo xác nó, kéo xác nó đi. Để em đăng đầu trọng này về nè. Phương án bữa sau nói chuyện nhớ tôn trọng người khác nha. Rồi để cho mấy kia làm việc đi. After that there was no more the lost MC. They are gone, wiped out from the map. Now we're gonna start our plan. Control the taco shop area. We told every gang around it that they are free to do their job. They just have to pay a little bit of tax. And of course, all of them were furious. First, it was the Brotherhood. Tôi thấy cái xe này xong rồi nè. Tôi đang quỵt tiền có hai thằng à bạn ơi. Dạ, tôi đang lên. Đang đường hướng về bệnh viện. Cao tốc bệnh viện. Mấy này nó có hàng nóng hay sao á. Nó không về là quy ra, nó đang hướng về ra ra trung tâm. Bọn này nó không muốn nói chuyện. Nó đang về ô tô này, hướng ô tô nè. Ok, tôi đang qua. Có mấy thằng đồ má nó dẫn về nhà rồi, mấy lồn này dẫn về nhà rồi. Bạn bắn chưa? Bạn chưa bắn chưa bắn. Cứ đi theo thôi, bạn chưa bắn mà bạn lo gì. Nãy bạn dừng nó nói chuyện. Nó bắn tôi rồi. Ok. Đi chơi đi. Rồi. Có gì hổ? Của nó luôn. Nó bắn vịt. Nó bắn tao, nó đéo đóng tiền, nó bắn tao, nó đóng cái viên đạn cho tao nè. Thằng nào? Nó lùn bao hết. Ngay hút nhà đó nè. Đồ. Mấy thằng. Không biết. Nó chạy nhà nó rồi. Nó còn trốn nhà nó hả? Đi đâu rồi, không thấy. Lên ta cô lại coi, có khi đang không có. Ta cô lại. Hồi nãy nó bắn mày luôn hả? Tao chạy vô nhà nó, là mấy thằng đứng trên nóc bắn tao. Chữ. Giờ cứ gặp xe xanh nào thì bắn rồi. Gặp nó lụm thôi, tao mới điện nó rồi. Nó kêu ở bên đó. Đó đồ mới đang đi kiếm tôi đó. Má nghe ớn. Sợ quá. Hai chục phần hả? Hai chục phần ra đường đi. Hai chục phần á. Ra đường cầm hai chục phần đi. Cứ thằng nào xe xanh thì quần thôi. Tao biết gì đâu mà mày kẹt tao thử nghe với nào vụ gì vậy. Nãy tao lên nóng rồi. Thì có hai thằng lên nó đóng thì tao thu như bình thường thôi. Nó kêu nó không có tiền mặt, nó về La Quy nó lấy thì ok. Tao cho tao nó về nó lấy xong tao đéo nó lên nữa tao đi giao hàng. Bây giờ hàng thì vô tình gặp chiếc xe đó. Tao tấp vô, tao mới hỏi chuyện, tao đưa tiền, đóng tiền hồi nãy. Nó đéo đóng, nó ghi bìm, nó chạy, nó dẫn tao về nhà. Thế là mấy anh trên nóc bắn tao.
Bây giờ rồi, hiểu rồi. Understand. Thế là tao có điện lại nó, nó hỏi nó muốn như thế nào, nó kêu 20 thằng đang kiếm tao. Lên đi. 20 thằng. Ừ, nó kêu 20 thằng đang kiếm tao, nó kêu đến để đón. 20 thằng độ mới đang đợi kiếm mày đó. Thế thôi, lên đường đi. Tao cũng muốn test thử bộ nam mới của tao xem hôm nay nó có mượt thế nào. Ủa là sao? Đi xuống ăn chưa? Là bao nhiêu chơi bao nhiêu hả? Đúng rồi. Kìa xe nó kìa. Đâu? Đây nè, xe nè, xe nè. Ờ, chi bắn nó đây. Bắn lốp á, bắn lốp á. Bắn lốp á, bắn lốp trước, bắn lốp trước, bắn lốp trước. Phải một thằng bít á. Bít đi, bít đi, bít đừng bắn kia, bít đi, bít đừng bắn kia. Mày dí xe nó, dí xe nó mà, bít đi, bít đừng bắn kia. Bắn rồi. Rồi chạy lên bút chết mẹ nó. Nó tới đây, nó tới đây, đừng bắn, nó tới đây, nó chịu nói. Em không biết gì, em ăn lâu. Không biết hả? Không biết hả? Không biết đúng không? Từ quan, từ thôi, cho nó biết tín hiệu quan. Từ thôi. Xuống xe gửi mặt nạ. Mày đéo phải mới lên thành phố, hồi nãy tao thấy mày ở ngay bệnh viện. Mày thấy xe mày ngay bệnh viện. Kêu lên xe tao nè, dục xe, dục nó đó đi, kêu lên xe tao. Đi qua chỗ khác hỏi, không có đứng đây hỏi. Đi né con người ra, né con người ra. Nhanh đi. Rồi nè. Nhanh đi, nhanh đi. Lấy súng nó chưa? Rồi, tao. Súng lấy người đó đi, lấy người đi. Bây giờ cứ mang lên xe xong rồi mang lại đi. Kìa nó quăng cái cây ra. Rồi. Rồi, để nó hỏi cái này luôn. Nói chuyện này tao ra ngồi tao dập. Ừ, để tao lấy, để tao xem người á, để tao lấy. Đấy rồi, nãy anh đưa cây súng rồi. Cái này là nó còn nhiều, nó còn nhiều khác mà cứ để xem nó lấy cái gì nguy hiểm đó. Lấy cái đàm, lấy bộ đàm với cái điện thoại đó luôn. Chút trả lại. Nói nó trước cho nó biết. Tao lấy đàm lại điện thoại mà trước nha, có gì tao sẽ trả sau nhau, ok chưa? Đàm BD đâu có xài được gì đâu anh ơi. Đúng á, sao đàm BD ác cho mày? Đàm BD. Tự nhiên có chiếc BD mới xuống này nha. Có chiếc BD rồi. Rồi kệ nó. Mình đâu làm gì đâu mà. Vào đây, vào đây, vào đây. Trong này kín hơn. Nãy mày nói mày mới tới thành phố đúng không? Kiếm nữa này. Tại nãy em cũng mới trực ở bệnh viện, xong rồi em mới chạy về. Tại em nghe Phi, là mày lấy xe đảo trong đi Phi. Hôm nay là tao chạy mọi tôi người kiếm nói chuyện nhau ở hút. Ray ảnh nữa, ray ảnh vậy. Em mới đúng chính về, em mới chạy về thôi. Xong rồi nãy con nặng nó điện cho em, nó nói là mày có muốn đi qua không? Tao nói là qua với ai? Tao nói là súng tao hư rồi, tao không qua được. Nãy em có đưa dục em đứt đó, mấy anh coi đi, nó mòn hết rồi, không có xài được. Đó, các em mới là chạy về là gặp mấy anh đó, chứ em không biết gì hết. Nãy phải dừng lại em hỏi là tình huống gì đó. Mà em tìm một tình huống là tình huống gì? Tình huống gì? Tình huống mày đang nói gì? Ý là mày nhận được thông tin rồi vậy? Nhưng mà ý là mày nhận được thông tin rồi chưa? Em chưa có nhận được thông tin, ý em nói hồi nãy thằng kia nó điện cho em con số nè, nãy mấy anh có em anh cái gọi em anh con số đi là nó có điện cho em, nó nói là mày có muốn đi qua không? Đó là em nhận được cái tình huống đó là giờ đi qua rồi, cái em mới hỏi nó là mày đi qua với ai? Nó thì nó không nói, cái em nói là súng em hư rồi chắc tao không đi qua. Đó là em mới chạy về làm gặp mấy anh đó. Ồ, bây giờ nếu nói nè, bây giờ Lê đưa điện thoại cho nó. Đã. Cho nó gọi cho mấy anh kia. Kêu mấy anh kia lên đây. Thằng nào nãy bắn dịch á? Kêu nó là một là nên nói chuyện. Ừ, còn không là hốt sáng mày về đó. Hay là tao hay là bọn tao bắn hết. Trừ mày. Mày cầm thoại lên gọi đi. Nghe đi chiếc sưu tập màu xanh á. Bây giờ tao nói cho mày nguyên văn nhá, là mày gọi cho nó. Mày kêu là bây giờ cái bọn mà nãy bị bọn mình bắn á, nó bắt tao rồi. Quá làm gì? Bọn nó cần nói chuyện với bọn mày. Chị bố đàm nha, tao lên nóc ạ. Alo, tao mày, thấy có thằng mày nãy đâu vậy? Nãy tụi mày bắn bên nào vậy? Tao mới chạy về. Vòng rồi. Bây giờ người ta bắt tao rồi nè, bây giờ tụi mày đi ở đâu? Tụi mày đang muốn lên ba mặt một lời nghe.
Tao đâu có biết. Tao mặc đồ gan. Tao mặc đồ gan. Giờ mày đứng đâu? Tao con này ở đâu không anh? Từ từ, mày cứ kêu từ từ tí bọn tao nói cho mày sau. Mày cứ kêu tao, nó là có chuyện nói chuyện với tao đó. Bây giờ là tao có người muốn nói chuyện với mày nè. Chết mẹ rồi. Mấy anh này ở đâu anh để nó chạy xuống nói chuyện với anh đó. Đó là có nói chuyện là muốn nói chuyện đúng không? Rồi. Vậy thôi. Rồi tắt máy đi. Tắt máy đi. Rồi tụi tao sẽ đưa thông tin tiếp theo cho mày. Rồi. Giơ tay lên, cúi người xuống, tấp mặt cho tường. Đếm đến 10. Đếm 10 đi. Đừng có ban nó. Đếm đến 10 đi. Cứ để cho nó đi, cứ để cho nó. Đếm đến 10. Đừng có ban nó. Em đếm đến 10 anh thì sao anh? Ờ, mày đếm đến 10 đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sao bớt xào lột nha mày. Cái này nó bán vậy? Không, mày chở phi diễn nha. Em nói thiệt. Ủa, đoạn Vi ra chưa? Gọi cái xe thật xanh rồi kìa. Rồi, xe xanh chạy mới chạy ngang mình kìa. Lên, ra Vi kìa, đi quay. Đông nha, ra Vi đông nha. Mà có xe xanh nè, mà là từ nha. Như là xe của bác sĩ hay sao á. Đà đất của đàm kìa. Nó nè, bắn hút nè. Đừng bắn. Xe nào? Nó chạy lại ngu. Xanh rồi. Đây, để tao gọi. Mày thích báo đàm không? Báo đàm kìa. Từ đàm kìa, để tao nghe cái sĩ á nha. Đừng có loạn quá nghe tao nói nè, cứ chặn vô tấp nói chuyện thôi. Rồi xong nói chuyện, nhanh. Chặn lại nói chuyện đi, trời ơi. Bắn cái gì cơ? Rồi nó luôn nè. Mày nói luôn đúng không? Chơi luôn đi đụng mẹ. Vô đâu nào, vô đâu. Đụng mẹ chơi. Đụng mẹ chơi. Dùng nè, dùng đi. Rồi xe rắn. Ủa bánh nhờ. Vô đâu. Dồn vô xe xanh. Giúp nó lên. Lùn mẹ theo lùn cái tống tao. Chi xanh vậy? Trong đông nha. Đỏ xe đỏ luôn. Xe đỏ đâu một nè. Xe đỏ đi. Xe đỏ nè. Ta ghép một con thôi. Đỏ nha, xe đỏ nè. Được rồi, ta ghép một con, không có đi chung nha bay, không có đi lẻ nha. Rồi, hiểu. Có về là quay lại. Bên trong ra quy đông. Đây, chúng sĩ ra quy nè. Ra quy đông à. Cái đế ra. Ra một nè. Ra con xe nè. Ra một tiếng nha, ra tiếng nha, ra tiếng nha. Rồi. Lên chạy đó đem xuống. Đông đi giúp. Đông 2 nè. Rồi công nè. Đông 3 nè. Sáu cái tường. Rồi đau luôn nè. Đau nè. Miễn phải chúng mày. Đau. Một. Nè. Công vô. Bắt tao công vô đẩy vô. Đâu. Ly chơi. Đây nè, nhanh gọn lẹ. Làm nhanh gọn lẹ. Lụm hết tụi nó. Ở ngoài.
một ở ngoài sao á, chỉ cướp đâu. Cố lên xe đi. Từ từ anh em. Cái đồ dập lại đầy ở đây. Còn một thằng chạy chiếc xe vô đây rất bế cố lên cái. Kìa nó bắn kìa. Bên đầu đúng không? Bên đường, bên đường, bên đường. Tao yếu à. Một trong cây, trong cây. Mày công nha, tao móc cái. Từ từ, từ từ. Ở xe công chính tao lấy xe nè, tao lấy xe nè. Kê kê kê, tao lấy xe cái. Bắn tao lẹ, tao bắn tao lẹ. Ok cho nó rồi. Tao hiu cái. Rồi tao lấy xe. Chạy ra xong nhà. Tao qua lấy xe á. Chạy. Rồi bây giờ biết tình hình đó đúng không? Lấy đồ đi. Lấy đồ đi, tao scout á. Đồ má làm lẹ, đồ má hút xác cho anh em nè. Không, mình có một cốp đâu thôi. Le nữa, le nữa. Bế lên xe cho. Ủa chưa, đang bế. Rồi bế đi. Không bế được, không bế được. Thôi bỏ kia đi, đừng có tham quá. Bỏ đi. Đi đi lên nè, có xe không? Bế người mình đâu, bế người mình đâu. Đấy. And then there was Hydra. Hồi đấy tôi nghe anh em tôi bảo bên bạn lên đây đóng không đóng tiền hả? Không đóng tiền, không đóng tiền bảo kê mà quịch luôn hả? Chạy luôn hả? Nhưng mà bạn có vô đóng không? Lấy danh sách nè. Nhưng mà vô, bạn vô là bạn phải đóng 5 xị rồi bạn ơi. Thế bây giờ bạn tính sao? Nhưng mà nãy bạn vô mà chưa đóng. Thì coi như bây giờ bạn thiếu 5 xị đúng không? Ba đầu ba thằng vô á, phải dẫn ba thằng đi theo. Mà hồi nãy bạn đi ba thằng hả? Ba thằng 1.500. Không đóng thì đạn vô đầu á nha. Tôi đóng cái khá vô đầu ha. Không đóng đúng không? Rồi thì ra đường ở trước ở sau nha. Quan âm kết thúc hàng đi Quan. Ok. Ok. Kệ đi em không có gì kệ đi về chìm cái bọn kia lắm. Chơi hả bạn? Chơi á. Chơi. Đi bên xe hay là nhiều xe anh em? 6 người là được, đi nhiêu xe không được. Đi xe không được, lo gì. Bạn nhìn ở sau nha bạn. Có gì thấy xe okay, sau okay. Wow, xuống cống luôn. Em bạn. Xe của nó đúng không? Đúng rồi. Ở đó này, nó phải bỏ tham. Phải không? Phải. Nó lên là phải mà, là phải mà. Nó mà. Đúng rồi, nó không? Tắt chưa? Nó. Nó lên rồi đó, nó mới gọi tao đó. Bắn hả? Vì rồi. Đây tao xong rồi. Không, bọn này bọn hoa, cụ tới nó mặc đồ hoa kì cụt. Lồng mày nó đi xe trắng. Tập trung nguyên nó lên rồi đó. Đào đi. Nên mình bắn ở mạng này thôi, có gì chạy cho dễ mày hiểu không? Ấy, xe, nó... BBMC. Đó đồng qua xe tiền kìa. Đủ thứ hả chị? Người đông mà. Phải nha. Nè, màu trắng nè. Nổi kìa. Rồi, lẫm. Đúng rồi, hết rồi, từ sẽ phải đúng lắm vậy. Phải không phải. Tụi này đúng tụi đủ má, tụi khác. Tụi thua. Cái lùi này lỏ quá. Tao gần hết xăng rồi. Cái nào chuẩn bị xong ở nhà đúng không?
qua phải đổ, qua phải cho tao đổ xăng biết được, có khi xăng bên phải sao? Còn bao nhiêu phần trăm xăng mà đổ? Ờ, dưới nửa cây. Chạy nãy giờ. Tao xăng của tao, tao còn có tao phần trăm cụ. Ok. Đủ quá, tông lên. Đây, trước mặt kìa. Trước mặt nè, trước mặt mình. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ờ, thấy rồi nè. Focus một xe anh em ơi, focus một xe anh em ơi. Số lượng này lên, số lượng đúng rồi đó, số lượng này nè. Cao một, cao một. Chết rồi nè. Đập hai rồi. Còn lên bên đó cái chỗ tiệm 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 bán điện thoại. Cái chỗ tiệm tiệm điện thoại. Lắm được, hiểu rồi, hiểu rồi. Vô đây chị đi ơi. Còn trăm tiền thôi. Đứng cover tôi. Bắn bên đây nè. Tao yếu. Đâm một. Tao yếu. Đây qua. Tìm điện thoại. Đau nữa. Đau. Còn thằng ở trong nữa, còn hai thằng. Rồi, đau. Còn một thằng nữa sao á? À, kia bên phải à. Thằng kia trong. Trong tiệm điện thoại, bên trong trời, dưới chân tiệm thoại. Không phải nó, phải. Bên phải bạn. Tao mà. Bên phải, này, bên trong cái cửa. Bên trái. Cửa. Bên trái nè, bên trái quan á. Ừ, đúng rồi. Rồi. Chạy vô tiệm á. Ê. Bị đi tới à. Cái xe hai chỗ giúp một con, còn lé kìa, còn lé. Hút nhanh lên. Còn lé kìa, xe hai chỗ à. Ây da. Get involved too quick that we didn't have a chance to finish it, so both sides decided to do mà it. Mà tao cũng thấy bị tai đụng quá, làm sao biết ai là ai, phải hỏi xe nó cái đã chứ, đúng không? Mình cũng nói xe mình ra rồi. Từ từ anh em. Thẳng lên em. Thẳng lên em, chiếu đó em. Thẳng chiếu đó một chiếu nè. Xe đâu rồi, mà khó nhìn quá. Nó vào cái đỏ hết rồi. Rồi, từ từ, bây giờ xe con lên có khói vậy? Có, nặng phải lồn trên tui. Ủa giờ, bé đúng lắm, đúng không? Tao bắn luôn. Tại sao lúc có xe không? Kiếm xe lắm. Đừng có đi lẻ nha. Rồi, để lên. Lên cái cầu thang đứng cũng được, đứng làm chi? Chạy qua đây cover tao là Tuấn, đặt tao là Tuấn. Đây rồi, tụi tao đang đứng ở ngoài cửa rồi, không lo. Rồi, để thấy có 5 xe bên đó quẹo vào cái đỏ nha.
Bi đi tới, bi đi tới. Bi đi tới. Vô hầm, vô hầm. Chỗ này đâu, gì đâu. Rồi, không sao. Phải sủi tí á. Xong rồi. Sao xin quay thôi. Bây giờ nên mình sủi lên lại gai đa quy đi. Đúng. Đi. Ok ok, đợi tí tôi đây, tụi tôi đang nghỉ ngơi xíu. Đi thôi bạn ơi, tí giờ đi câu cá rồi. Đi câu cá nè bạn ơi, đi câu cá nè bạn ơi. Đi câu cá nè bạn ơi. Di chuyển nè bạn ơi. Tại đây nè, xe này được. Đứng đây tầm cover trang bị rồi. Ổn. Quen qua đây, Đây. Nè, xuống em đưa cho nè. Để ba hơi đi ha. À, bây giờ tập trung đâu đợi thằng đang lấy tờ xu. Đang lấy tờ xu này bạn ơi. Rồi, đợi tụi mình nè. Con mình tới đây rồi, còn đợi bên bạn nữa, bên bạn ngay bi với lại bạn thôi. Đây. Xong rồi. Bây giờ tao nghe bọn nó bị đi gì á. Là bây giờ nó bị đi bắt hết rồi hay sao? Gần hết thôi. Đi bắt mà gần hết thôi vẫn còn đi. Tìm những vẫn còn ga đỏ đi, ga đỏ vẫn còn đây. Qua đây ga đỏ ở dưới cống hay gì kìa, tụi nó chạy dưới cống hay gì kìa. Ơi xe nó chứ ờ sợ xe nó chứ. Mày thấy mấy xe gì tụi bay đang đâu vậy? Ê chứ cúng tôi mày, chứ cúng có xe đi anh em. Chứ cúng à, thấy rồi cúng sao lộn hả? Cái cầu kế bên luôn tụi mày ơi. Ê, cái cống sâu đồn kìa, bây giờ sao vậy? Xuống bắn vào nó ơi. Đúng rồi. Còn nó rồi bị đi. Rồi bị đi với mình rồi. Từ từ. Chưa xin. Ý là bây giờ anh em mình cứ chạy ngang qua anh em mình xem tình hình như nào đó, ok không? Nếu mà được thì anh em mình bắn bố vào nó thôi. Rồi nó đâu. Như trong rồi. Rồi nha, bị đi. Nó bị bắn, cái xe bị đi rồi. Phải tụi nó không vậy, phải tụi nó không? Phải, chắc phải. Nó thử đi. Bị đi bán hết rồi mày ơi. Đi bán hết mẹ rồi. Trời. Đi con mẹ bán luôn. Bỏ cho Billy ta. Bỏ rồi, đi. Trước mặt có xe của ai vậy? Xem đi. Bỏ đi, Billy bỏ đi. Tụi mày đi, tự nhiên dí tao ta. Ê, Billy, tự nhiên dí tao nè, đéo hiểu. Đứng lại nói chuyện đi, bạn nói chuyện với nó đi. Thì ai bắn đi. Ơ tôi tắp vô lời rồi. Ở đâu? Không tin. Bạn. Rồi chứ cái đang nói chuyện thôi. Tao report đi bạn. 596 chấm đi, 596. Tập trung sao đồn đi nè. Sao đồn đi vậy? Đây. Thằng ngồi. Bên cạnh nó cũng có làm được. Xe nó chỉ. Nó bình thường mà. Thôi nãy thấy anh dịch nó chạy từ sau sai á, đi đường sau sai lên là thấy nó à. À ngay cái bệnh viện dưới sau sai nè. Rồi sao vậy dịch? Không ổn, bấm đàm hai cái nha, không ổn bấm đàm hai cái nha. Bấm hai cái. Đéo ổn rồi đó. Nghe. Bấm đàm hai cái kìa. Rồi tụi tao đang giải quyết. Anh em đừng có nạp, anh em đừng có nạp, anh em đừng có nạp. Bắt anh em tao rồi. Nghe hoành nè. Bây giờ mày bị bắt hết chưa? Má, bút xuống gì hả luôn đó. Bị bắt hết nữa hả? Rồi bây giờ mình... Kê đồ nó. Phải phóng á. Bây giờ đủ mới bên nào tới. Phải phóng á dịp đời. Hiểu không? Tao chạy bị nè. Bị với anh em tao rồi. Tao với mày đi nữa, hiểu không? Ủa thằng Việt nó nói không được hả? Má, chạy rồi, chạy lên hướng ba húp nè. Chạy sang ba húp. Con nha Tèo. Chạy xe cái má bởi ba bằng. Nên hấp chạy vậy tao sao lưng mày hết, tao sao lưng mày hết rồi. The fuck. Má chị quán tạt đầu tao luôn kìa. Ôi luôn. Ôi luôn. Để mẹ đi, chạy đi. Xíu quán quay sao bệnh viện nè. Ơ chạy đi. Đi hẳn lên đi, hẳn lên. Chạy chơi. Kệ mẹ nó. Nó làm gì kệ nó. Kêu quay lại vô xe sưu tầm nè, đón cho. Để hai người lại anh con mì ơi. Tao xe 4 mà. Luôn nó từ từ. Đang cẩn thận. Rồi. Nè, lên nè, đón cho. Cứu ơi. Xe lủng rồi, đón cho, dừng lại đi. Giống là chuẩn bị bị bắn rồi. Rồi, lên trên đó, cứu ơi. Xe lủng thì đón, ra nè, vô đây.
mày. Lẹ. Chỉ quay được chạy thôi. Tao ổn rồi. Rồi. Ok, chờ đón thấy chân đang đang cách xuống đúng không? Rồi, rút quên em. Đi. Lúc này tao quay cho tao mày dịch chạy mình á. Rồi bây giờ nè, bây giờ cũng hết nè, đi ra bờ biển. Không muốn một thằng chỉ tao nha, muốn thằng chỉ tao, muốn thằng mày đi chỉ tao nè. Cẩn thận nha, độ má trên đường về chứ nhiều khi tụi kia nó chơi mình luôn á. Rồi đi chung đi anh em. Má đứng ngay trên đường chính đầu má, quay đi vẫn còn giấu tao nè, phải luôn. Ê, chạy về cái thang máy biển đi. Đi nó có ai quan mà, đúng không? Còn giống vịt, đúng không? Có ai quan mà. Ờ, có ai quan hả? Đang. Có ai quan. Về đâu, về chỗ nào? Cầu Cyberus, nó đang bị dí kìa. Cầu Cyberus. Tới nè, dịch. Hay rồi, tao chạy vô cái khu này nè. Khu này. Qua bên hông, ra đỏ. Rồi, hiểu. Đéo được rồi, đủ máy được cục. Đây, ráng chạy qua bên hông, ráng coi nhà bên hông ra đỏ. Ráng đi. Rồi, ra nè, bên hông ra đỏ. Đây. Lên xe tao mày kìa, xe đỏ. Đi, đảo đi, tao đang chạy nhanh lắm, địt mẹ nó bích cái, địt mẹ bay lên trời luôn. Đúng rồi, xung quanh công á. Ô đủ máy nghe số 2 nha. Chạy đi. Nóc BDM. Rồi. Cho hai bắn xe tiền á, về đó đi. Rồi. Giống như đồ má chết từng thằng mọi người. Tao phải nè, tao phải đi sau tụi mày nè. Đến nóc trước tụi tao đi. Rồi, tụi mày dòng đi. Rồi, dòng á. Đang dòng á. À, tới nè. Rồi, thấy chỗ điện nhìn thấy rồi. Đi bắn đao mày ăn quẩy rồi sao á? Nó leo lên kìa. Chạy đi. Chạy đi AP, đụng á tao tới tao bắn đó cho. Chuẩn bị bắn đâu quay. Chạy đi AP. Má tiểu. Chạy đi, tôi kêu cho. Rồi chạy đi, AB, nó phải trong luôn đi AB. Nó mình bị dí. Nó BDM mình hay bắn nó. Không ai báo gì hết vậy. Tao xe gì. Có thằng AB đi, có hai chiếc đây nè. Thằng AB biết là có ổn vậy. Tao đang bị dí. Tao bây giờ tuấn lên mã nè. Tao bắn chung lốp xe rồi. Giống như tụi tao cút rồi á, ba xe dưới tụi tao rồi. Tụi tao chạy về nè. Ủa chạy đi tao biết bắn rồi. Tụi tao về nha.
về đường nào cái gì không? Về cái đường pizza, về đường pizza lên á, hiểu không? Tao mình cũng bắt cấp lên nhà đi tìm bắn đang quanh trên này nè. Là một chế đảo thôi. Tụi tao đảo ngoài rồi thôi. Em đứng xe đi với tao luôn. Gì vậy? Đứng xe mà đi leo lên chứ tao. Chết một BD này. Rồi, chết một BD. Rồi. Tao bắn nổ lớp rồi. Tao đi đi đâu? Lên cầu thang lên nhìn lên. Nhìn cầu thang Tuấn. Tao nghĩ là đụng á, phải kiếm xe. Tôi nghĩ đi đạp đứng lên nha. Ừ, phải kiếm xe rước anh em á. Kiếm xe rước á chứ đừng. Cố thủ đây ngu lắm anh em ơi. Tao hiểu đã. Bây giờ đéo xuống kiếm xe được cái chứ. Lỡ rồi anh em ơi. Lỡ rồi bây giờ đủ quá, bây giờ xuống bệnh nặng cũng lâu lắm mày ơi. Cứ để cho bên kia nó sống thì nó đặng mà đi, còn em mình cứ ở trên này một xíu đi xem như nào. Nghe thông tin kìa, có nó vẫn dừng ở bên kia mà. Nó từng bên pizza kìa, vẫn bật đèn bên đấy kìa. Đây, để tụi tao đạo cho. Đạo đi. Bây giờ một nghe nè. Một chiếc chạy lại cái chỗ pizza, nắm thông tin PD đi. Còn mấy thằng còn lại mà ở ngoài á, lóc xe đi rồi xuống chở mấy thằng trên lầu. Ok chưa? Tao lên trên rồi nha. Rồi, thấy nó rồi. Vô nè, chuẩn bị vô nè. Nghe đường nè. Vô đường nào vậy? Đường giữa. Tuấn cùi áo tôi nhìn con thằng này nha Tuấn, đừng có chạy qua đây nha Tuấn. Nghe cái từ nè. Chiếc nó kìa. Chiếc nó lộ lốt nè. Cẩn thận cầu bắn lại nha Abin. Abin cẩn thận cầu bắn lại nha Abin. Rồi. Nó qua bên khu nhà Miro Bắc rồi. Ê có một chiếc ngay chạm xăng nha. Thấy. Rồi. A1 nha bay, focus A1 nha, nhớ nha. Ok. Cái A1 là focus A1. Ở trên đây là 5 mà đúng không? Anh em đừng có lại lơ cái chỗ mà nó leo. Cầu BDM. Cầu thang nha. Rồi, chúng cuối vẫn nói cầu thang. Nó tính công vô nè. Công từ phía nó nào? Nó tính công dưới chân mình, tính mở cửa. Dưới chân mình nó cũng phải đi... Đi qua cái cổng á, ngay cái cổng á, biết cái cổng không? Biết rồi. Tao bắn lốp rồi. Nó né là hai xe nha. Được. Nó né ra rồi á. Tao nghĩ là đang tính công từ từ vô. Đang kỹ à. Rồi xuống đi. Check nha, tao xuống á. Nhìn cho Abby đó. Thấy rồi, thấy Abby rồi. Rồi, để cho Abby nhìn trước. Tao bắn lên hay gì kìa? Không, Tao vô đường giữa nè. Rồi, chạy đi. Thấy nó nè, nó vẫn đứng ở ngoài cửa cổng nè. Đi đường trước leo luôn. Ai nó chạy bộ ngoài dưới đường vậy? Thằng nào nhìn tao bắn tới quanh không em? Ai bì. Thằng nào nhìn tao cái bắn tới quanh không? Đi tiếp. Chờ, không thấy ai qua đâu. Đéo tới đâu. Ok. Đứng đấy mà. Baby chạy lên chưa? Cái gì nó về nó. Có một. Còn một thằng nữa. Nóc 2 rồi nhưng mà ai bị đau rồi. Nóc 2. Ở dưới chân mình có hết rồi nha. Dưới chân mình có hết rồi nhưng mà ai bị đau rồi. E1 đang tiến lại gần nè. Mày bắn A1 thì tao nhìn cầu thang.
gần nha anh em. Gần nè, gần nè, em qua đây gần nè. Nó xuống này, xuống luôn này, nó đáp rồi, nó đáp rồi. Này, con đi mà. Xuống nha em. Để ý nha. Còn xuống sao rồi tôi coi. Xuống kìa. Xuống nè, xuống sâu nè. Phụ anh em. Chết. Chết, làm hết rồi, Lúc hết rồi. Lên, coi chừng cái đôi, Nghe tao nói nè. Mang xét tụi nó vô lấy MP3 tụi nó bắn thở đi. Rồi. Ở dưới còn hai. Nghe tụi nó. Bên ngoài còn. Máy còn ở dưới. Quanh nào, bên chỗ mày á. Băng chéo luôn hả? Nghe cục sắt. Rồi, hiểu. Sắt gần ngay quanh. Hiểu. Máy bắn tao xong á. Ê quanh nổ là chết. Nó núp rồi. Cụ quá kế đi. Ờ, tôi coi lỡ là con hàng. Ok, con hàng đi, tôi coi. Nó bên cái ba thằng, bên cái nóc nhà ấy luôn nha. Nóc nhà gần nữa nha. Nhà thấp á, tao mới bắn không? Ok. Nóc nhà thấp là hai thằng hay sao á? Ba thằng. Okay. Một thằng trên nóc, hai thằng dưới. Focus thằng lồn ngay bên điện này đi. Đi, tao. Không, focus thôi, đừng có đi. Bên kia bắn chéo á. Rồi, hay chưa? Rồi bắn chéo qua tao này, tao qua kia. Ok chưa? Nó leo xuống hay kìa, nhà thấp. Đập lắm á nhà. 4 thằng. Chết. Hay mày. Này. Hiu lên thế. Bên kia ai đang leo lên cao kìa? Rồi, nóc nhà leo xuống rồi, Nó leo xuống rồi. Nóc nhà thấp. Trên nóc còn. Một thằng chạy bộ kìa, dưới đường lớn anh em ơi. Không được bị đơn trên nóc nữa. Yếu. Yếu lắm rồi. Chết bụng. Bắn lên trên nóc đi thôi. Kẹp nó đi. Nè, chỗ tôi bắn nè. Ngay con SMB ơi. Ra lúa sáng kia có 3 giáp. Cái thằng ngay đây có 3 giáp. Giáp nào? Bắn nó. Đi vô rồi. Đổ luôn. Vậy luôn. Chết bạch. Xe tôi hơi yếu. Mấy bạn tôi bích chưa? Mấy đèo. Bên đây. Nó bút rồi, bích đây tao mày. Đẹp nè. Tuấn coi. Lút thằng này ba giáp Tuấn coi. Tuấn coi. Xuống được rồi hả? Hết rồi đúng không? Tụi mày cứ lên đây cover đi rồi check cái đường dưới của thằng AB luôn, sợ đứng ở dưới chỗ AB á. Since the beginning of 300, we have never truly won a battle with the police. This is the first time that we wiped out the police department, and we got a lot of profit from that. Our name was slowly spreading all over the city. It finally got to the Moscow. One of the most mysterious gang appeared out of nowhere. From time to time, the Butcher Clan lost to them before. Mostly every other gang has lost to them.
all the intels we got from them is that some of them are policemen, dirty cops. The rest are unknown. We knew that they will eventually come, but this time we are all well prepared. Thấy có gì để tao nói ha. Mấy thằng có mấy thằng mấy thằng Nga. Hello. Chuyện gì vậy? Anh em đóng gói hàng hả? Nhìn thấy hồi nói vậy. Mày thấy đúng không? Mày nói mày thấy đúng không? Đóng gói hàng thì qua đây đóng gói hàng thì đây là khu vực bọn tôi đang làm việc á anh đại. Đây là khu vực của bọn tôi á thì anh em vô đây đóng gói thì tôi xin mỗi người 500 là được. Vậy là tụi anh là 300 con cặc nè ha. Anh tụi anh là Nga hả? Hay là ai? Trời, Nga là ai? Tụi anh là ai đây? Nhìn còn hỏi nữa. Ồ thì tên hỏi là ai giờ có... Giờ tôi bảo là vô đây làm việc thì nhớ đóng tiền vậy thôi. Rồi cho xin mua đi. Rồi 6-3-5 hay một 500 một người á thì mỗi lần ra vô thì rồi bo luôn á. Ơi đừng có giỡn nha. Vậy 500 người chờ tôi đưa anh 10 luôn mà. $500 một người ở bên tôi ta tính 500 là tính có $5 à. Vậy là tôi sao 10 luôn. Sao rung dữ vậy? Cởi mặt nạ ra coi thử coi nào. Trời, tiền lên đây để mặt nạ, phải lên mặt nạ đi làm trên trai nói giờ vậy. Tôi bảo lên đây nói chuyện, đóng tiền, đóng đàng hoàng. Cho tụi mày 1 phút đóng đàng hoàng. Nhanh lên, mỗi thằng 5 giây. Tôi nói là $500. Cởi mặt nạ ra, kêu xem mặt coi nào. Đi đâu đấy, đi đâu đấy, đi, tính đi đâu đấy, đứng im, đi đâu đấy. Giờ đưa vậy là hiểu rồi, còn phải kêu đóng nữa à. Hiểu cái gì đúng không? Ít gì ra đường nói chuyện bạn ơi, mệt quá, không đóng là không đóng, là hỏi hoài. Tôi lên xe, tôi chạy bắn con. Còn lúc ấy có 2 phút á. 2 phút á? 2 phút lần chưa? Ghê nhờ. Coi thử có xung quanh tụi nó có ai không. Bắn luôn. Anh em lên xe. Dịch đây. Bắn mấy lồn Moscow. Thằng lồn nào mặc áo đỏ cái thứ bắn tụi nó tao. Áo đỏ ai gì đó, áo đỏ ai gì đó. Anh đâu anh xuống, Ê, có thằng người ta phá, có thằng người ta phá chưa? Nhảy. Nó chạy tới tập phá nè, chạy tới tập phá nè. Rồi, không, con tèo, có chừng lộn tèo. Nó có mặc đồ một dạng chứ đâu đó. Chứ không phải mặc đồ... Đừng có đi lẹ. Không đi lẹ. Đi đàm, tao nói thôi, cái vấn đề gì? Mang lồn áo đỏ nó lên đây, Adidas á, nó lên đây nó đéo đóng tiền. Xong nó bảo là địch mày tụi mày có 2 phút. Nó gây quên, nói chung là đéo đóng tiền, nó đóng gói hàng, nó đéo đóng tiền, hiểu không? Để có quay về luôn cái quy đi cho. Rồi, 2 xác tụi nó, thằng lồn nào co xung quanh đéo có ai, lút đi. Nhìn ra bác. Mà phải mắc xua cái vấn đề đó nha. Độ mất từ thôi để tôi coi lại đó. Ở chừng lên nóc, một thằng lên nóc nhìn đi. Đã để tôi đi. Thôi, lên nóc nhìn vậy. Đúng rồi, bọn nó không có tàu xấu đâu. Rồi bây giờ nếu mà muốn rõ ràng hơn nữa, bắt nó lên nhà bà ngoại cứu. Thế thôi. Bắt nó đi. Hỏi chuyện nó. Ổn rồi đây. Rồi anh em có thằng đó, tao bắt có thằng nói chuyện, đừng mày đang nói chuyện à. Bọn Nga ngố là bọn không có danh tính đúng không? Ừ. Tí tới xe tụi nó nè, kệ tụi nó luôn. Bây giờ tụi mày di chuyển ra nhà ngoài đi.
chạy ngược lại với bạn. Nó quay lại nha. Đuôi mình. Chơi rồi. Luôn đi. Go. Thích cái lồn gì cái lồn mà bắn. Nó quẹo phải vậy, nó quẹo phải không ta? Thôi cả nó. Ủa tao phải chạy đâu à? Rút lên nhà bà ngoại đi, tao chở dịch về lấy đồ. À, ngủ. What the fuck? Thằng này nếu mà đi thì đâu tụi nó lấy cây cây bên tụi tao rồi đó. Thôi nói chung thì thằng này nếu mà đi thì gọi cho sếp nó ra nói chuyện thôi chứ mày đâu. Lòng lạ. Nó có cầm súng không? Đúng rồi. Ổn không? Có chưa? Mấy này phải... Rồi, cũng nên chế nó ra luôn. Đừng có nói đi trong đó nữa. Đây, nhanh, Di chuyển, tao bảo mày di chuyển nhanh lên. Di chuyển nha, bạn không hiểu đen nè. Rồi, đi tụi mày. Tèo rồi, đây nè. Rồi, anh em bên nhà bà ngoại lấy lên xe đi nha. Lô. Rồi, đây. Tao. Mày bảo vô nè. Đang đâu vậy? Cho nó cái GPS đi. Mày nào đọc phần body tôi bên cho bạn. Trong hải đăng á nhưng mà quẹo phải. 733. Chỗ này anh em phải lên đồi đứng chứ. Rồi. Thằng nào chia một xe lên đồi đứng đi, một hai xe lên đồi đứng đi. Làm sao nó biết được nữa? Ý là vẫn kỹ, vẫn kỹ. Ý là kiểu chẳng may nó có thông tin hay là nó đi sao mình có biết gì cốt. Biết rồi, ý là không cần phải đứng nhiều dưới đây, cứ ham một xe lên trên đồi nữa. Thôi tụi nó thằng nó ra đây đứng nè, nói chuyện với nó nè, đứng đây nè, còn che đạn được. Rồi, nói chuyện đi. Rồi sao? Tên tuổi gì đây? Sủa lên. Tên Leo. Leo à? Đúng rồi. Làm ở đâu? Leo gì? Tên phone. Leo thôi chứ Leo gì? Lên đầy đủ. Quỳ xuống. Rồi sao? Má tụi mày là tụi Moscow đúng không? Đúng rồi, mà không đóng tiền ok mà sao mới ra tới đây dữ vậy? Mày tao bảo mày đóng 500 đô, mày đóng 10 đô xong mày kêu là đóng vậy là tự hiểu rồi. Xong mày lên xe mày kêu cho tao 2 phút, đúng chưa? Thì đúng 2 phút rồi đó. Đúng rồi. Đây nè, bao nhiêu? Hơn 2 phút rồi. Bonjour mon gars, je m'appelle Abby. Rồi nói chung là ý là tụi mày muốn gì? Thì dạo này nghe nói tụi bay luôn, tụi bay đâu vậy? Tao bị kéo dọn. Tiền của cái Los Santos này thì tụi tao muốn thử sức thôi. Còn tụi mày từ đâu ra mà ấy? Thì đó là Moscow thì phải bên Nga qua chứ đâu nữa. Nhưng mà tại sao? Tao tuổi đéo đâu mà đòi thử sức của tao. Thì phải tự mới biết được chứ anh trai. Thằng này nó đòi gạt tên mình ra khỏi bản đồ Los Santos nè. Wow. Leo. Hôm nay nó tên mà tự giới thiệu đi, tất cả tự nói. Tôi nói. Né là được. Nó tiếng Nga nha, nãy tôi thấy anh không có tiếng Nga được đấy. Nãy nó tiếng Pháp. Nó tiếng Pháp mà. Nó tiếng Pháp à. Rồi để tôi phiên dịch lại. Mình người Nga mà sao mà nghe tiếng đó là tiếng Nga. Cái thằng nào có nhiều điếu, tôi xin 1-2 điếu, tôi xin 3 điếu với em. Tên Leo. Tên Leo. Mình đến từ đâu? Đến từ Nga. Moscow. Mày tới đây mày làm gì? Thì tụi tao qua đây để thử sức tới 300 tụi bay thôi. Mày biết mày đang đứng giữa tụi tao không? Thì mày hỏi tao tới mày đây làm gì? Mày thử sức con cặc gì? Ý là tụi bay hỏi tao tới đây làm gì thì tao nói mục đích tụi tao tới đây thôi. Mày không sợ chết hả? Ai mà không sợ chết, con người có một mạng mà sao không sợ chết? Mày biết tụi tao ở đây là tụi tao làm cái gì không mà mày thử sức? Biết mới qua chứ. Hả? Tụi mày có bao nhiêu người? Cũng khá khá. Lộn xe xanh này đó, đủ mấy. Tao. Mười mấy á. Mười mấy thằng hả? Tầm 12 á, 12, 11 á. Thằng nào làm chùm bên mày? Thì phải ra gặp mặt mới biết chứ. Thằng nào làm chùm bên mày? Mày giống mặt tao hả? Bên mày đừng có hay ghê vậy. Bên đây chỉ có xưng hô bằng cái mặt nạ thôi. Tao hỏi thằng nào? Tao nhắc lại, tao hỏi thằng nào? Đại ca tao là nón trắng. Cái gì? Nón trắng. Mà nó lớn hơn không? Nón trắng hả? Đúng rồi, nón trắng. Tên? Không có xưng tên được. Sao được? Tụi bay chỉ xuống cái đầu nó coi nó xưng được không? Tại tên đại ca đó đọc khó lắm. Tao giờ đọc tao cũng biết đọc luôn mà. Mày cầm cái viết lên.
biết tên là nón trắng thôi. Mày chỉ biết tên. Nó không có cái gì để trong này có thể gọi cho nó à? Hay mày chỉ gọi là đại ca nón trắng? Đại ca nón trắng đó, biệt danh đó. Mày chỉ biết cái biệt danh nào mày cũng đi theo nó được đó hả? Sao mày ngu quá vậy? Trời ơi, đại ca thì gọi là đại ca nón trắng thôi, giống như tao gọi là đầu gấu. Mày đến mày tên leo hả? Đúng rồi, thì leo, nhưng mà người ta gọi tao biệt danh là đầu gấu. Mà ý là tụi mày làm việc chung nhau, tụi mày phải biết tên nhau chứ. Bên tao giang hồ là chỉ gọi tên bằng cái biệt danh thôi, không có gọi tên. Thế ý mày là kêu mà bọn tao giang hồ, bọn tao biết tên mày không? Thì mỗi giang hồ mỗi phương mỗi khác chứ anh trai. Được, số điện thoại đại ca mày đây. Nhặt cái điện thoại dưới đất lên. Nhặt điện thoại dưới đất rồi đó. Bỏ dưới đất nó rồi, bỏ dưới đất nó rồi, bỏ dưới hán nó rồi. Tụi mày nhìn kỹ cái điện thoại nha, nó bật cái GPS lên, nó chấm cho đồng gọi nó lại. Mẹ, cho nó mấy cái lỗ ở đầu đây. Tao thấy đang một phần nhắn tin rồi. Ê, tao thấy đang một phần nhắn tin rồi, dí mày. Thôi, cục lắm, sao nhìn ra được hay vậy? Tao nhìn thẳng vô thực diện mà, tao có nhìn xéo. Thấy mày bên kia gì rồi đó. Điện thoại đâu? Anh nón trắng ơi, cứu em với, em đang ở ngoài cảng nè. Vậy? Điện thoại là không lấy điện thoại ra sao gọi? Mày đi đọc số đại ca mày lên. Mày đọc số đại ca mày lên. 476. Kìa. Ui phi. Nào gọi đi. Cốt. Điện lê đi. Ta để tao cho. 476. 649. 5120. Sao nó chuyện với bọn nó xong rồi? Bọn nó đang đi kiếm bình tụi nó. Bọn nó muốn gì? Nó kiếm bình tụi nó. Cho thằng này nằm ngất đi, nằm ngất thôi, đừng mạnh nó, đấm cho nó thôi. Ngất thôi, đừng có đau nó, cho nó nằm. Cho nằm ngất đi. Kéo đứng lên đi, chặt cái gáy nó. Lấy rồi. Thôi, nào chạy đội xuống vậy? Mình. Kéo đứng lên đi. Rồi. Nhớ sáng tại đại ca nó rồi đúng không? Đại ca nó. Nó xe đẹp như là. Đại ca nói là muốn thử sức với bọn mình lại. Thôi, nó chung là nó muốn tìm mình á. Nói chung là muốn nó muốn tìm mình á. Ông bảo vậy thôi, cho nhanh. Cho mày nó. Cậy nó. Mày sao nằm sắp vậy? Cậy nó. Cậy đi. Đi rồi. Cậy cái lưng hình rồi. Vậy. Ở đâu rồi anh em rồi? Phi Đông, Phi nghe chưa? Công viên. Bây giờ kiếm nó đâu giờ nè? Ôi, hai đứa đứng trong hoa nè. Nhớ đi chè nhau hết nha anh em. Nhưng mà thằng Nghiêu có mùi là bọn nó đang đứng trên đường sẵn đợi mình qua nó bắn đấy nha. Thôi, rất sợ rồi trời ơi. Cùng mẹ chạy nhanh đứng giữa đường, cái chích mẹ thì sao? Mà nó lâu như thế, bị đứng giữa đường. Góc bên kia. Chí nó tao. Về. Cao 1 đâu 1. Chí nó bích nó rồi bắn. Thằng nào chí gậy gần nó bích nó đi đâu. Súng luôn. Nó dí tới bên xuôi. Đi chung. Cầu casino. Cầu casino dẫn đây đi. Chạy lên. Rồi bắn nó. Chạy nó bên kia nha. Hô lại xíu, hô lại xíu. Coi bị gì không? Coi người đi. Dí được kìa. Gì vậy? Ở đâu? Xanh kìa. Xanh là bọn nó. Xanh là bọn nó. Bắn lốp, bắn lốp nó, bắn lốp nó. Dí theo xe xong bắn lốp luôn nè. Casino nè, con nào đau chưa vậy? Chưa. Đi chung nè, trên casino.
Rồi qua lại casino, thằng nào đi dí ở đây, đi trên góc này. Nó đâu rồi? Nó nghe cầu casino đông lắm nha. Rồi rồi bây giờ nè, nghe tao nè, hô về gần phía đi về lốp nha bạn. Không có đi. Rồi rồi rồi. Bán trái cây á. Để tao hút cái đó. Ừ, chỗ bán trái cây á. Chỗ bán trái cây. Mày nếu ai mà tao bên xuống phải tìm con xe khác, con xe tao về bán. Cái gì? Nói cái gì nhỏ Phi? Chạy chỗ bán trái cây đi, chạy chỗ đi. Chạy bán trái cây đúng không? Đúng rồi. Ờ, tôi bán trái cây, Xe cuốn rồi. Về lớp rồi. Đâu rồi, Vy đâu rồi? Vy đâu rồi sao á? Vy đâu? Anh nghe nó nói bắt xe tao sao á? Má này Vy nó dí sâu quá, không biết thằng Vy dí ở đâu nữa chứ. Ủa mặt đâu? Nhưng mà xe đây mình thiếu một nè, thằng Tommy đâu? Sao không biết thằng Vy xe? Rồi rồi, ok, đổ đường lại nè anh em. Xe 2 thì sao? Ít xe thiếu thằng nè. Ai vậy? Mary ơi. Cái chung này nhanh lên lên nè. Đang lốc xe ở đâu vậy Tommy? Tắc cơ. Gia Lâm Cũ. Gia Lâm Cũ. Rồi. Rồi tụi tôi tới nè. Đi dẫn anh em. Đó luôn đi, chạy qua đó luôn. Tao lắp cái xe mới, cái xe tao bể lớn rồi. Ơ xe sang bên phải kìa, xe đằng sau kìa. Chạy nó, rồi cứ đi. Đi hẳn về chỗ anh em thôi. Hẳn về chỗ ông Tommy. Gán chạy, gán điều khiển xe đi. Rồi, cứ gán chạy đi, tao chạy chậm lại nè, cứ về chỗ ông Tommy đi. Ngay vừa Gia Lâm cũ nè. Rồi. Nè, nghe tiếng mắng. Nó quẹt vào trong chỗ đất xe, nó quẹt vào trong khu nhà đất xe. Từ kiếm xe lắp đấy nha. Đấy là xe đỏ nè. Xe tôi. Tôi bơ tao lắp đấy, ngay vừa tao lắp cũ em. Làm đi. Bạch ơi, còn trong nào không Bạch ơi? Con rồi. Còn Tommy xong xe nè, xong hết chưa? Để bị ra. Bỏ xe đi Việt. Ờ, ok. Con xuống rồi đó. Đủ hết chưa? Đủ rồi. Rồi đi. 5 xe. Đúng 5 xe. Đi lên bây giờ. Đi gì vậy? Khỏi. Xe xanh kìa. Quẹt. Tập nó. Kẹp nó lại, bắn vô đầu nó. Đâu. Rồi, rút về ngay chỗ nãy của anh em mình, hiểu không? Hiểu. Xong hoàn đó rồi, anh em mình có ai đâu trên xe không? Không. Chuyện cái này có tụi nào kêu tụi đó. Rồi, tụi mày cứ chạy về đây đi, tụi nó không giúp đâu. Chạy về đi. Ê, xe đỏ nè. Xe đỏ cho cô. Nghe tao cô. Chạy từ cái đường đó về ngay chỗ nãy anh em mình. Chị với anh Bạch chậm tí nha. Lên xe đi, Quang ơi. Tao vừa thấy xe đỏ tông tao á. Về tao ra, về vừa Gia Lâm Cũ đi. Về ngay chỗ nãy anh em mình bích xe đó, hiểu không? Rồi, hiểu. Chị với anh Bạch chậm tí nha. Rồi, tao không. Xe đất tài á. Bắn tao 2 lần đó rồi đó, giờ mình đi đường nào đi. Một chỗ thôi, đâu đánh được 2 lần đâu. Mình đi giờ đi dưới lên. Nào yếu thì hút đi. Cho tao lũng nha. Cái lồ. Nó dí nó. Dí nó. Nó 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 d
kia cái ngã ba. Kiếm ai tôi đi. Rồi. Lấy cầu. Lấy cầu luôn. Cái nhà bắn đi đi, cái nhà bắn đi đi. Di chuyển về hướng rồi. Rồi rồi rồi. Đâu rồi, đâu hai rồi. Tụi tao tới nè. Đâu hai, đâu hai, đâu hai, đâu hai, đâu hai, đâu hai. Tụi mày đi xe xanh đúng không? Không, 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 xe xanh nó. Tao thấy mày đằng này sau lưng mày, sau lưng mày, tụi tao sau lưng mày. Xe trắng kìa, xe trắng kìa, xe trắng kìa. Tụi mày thấy trên trời không? Rồi, 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 up lên. Đâu, đâu, tụi mày đâu, up lên. Rồi, rồi, up lên. Up lên, đâu đó. Up lên, up lên. Đâu một cái xe đó. Rồi, đâu, đâu, đâu. Dưới khu nhà có ba thằng, dưới khu nhà có ba thằng. Dưới khu nhà có... Tao hiu ra, tao hiu, tao hiu. Rồi, đi chung thôi, đi chung, hiu đi, hiu đi, hiu đi. Mẹ. Dưới khu nhà có ba thằng này, để nha. Dưới khu nhà có ba thằng này, để nha. Anh xin bảo vậy nha. Ngay chỗ công trình bị hư, công trình đang xây. Nó dừng ngay chỗ công trình đang xây. Rồi, 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 lên đồi, lên đồi. Lên đồi. Lên đồi. Mu rồi đi, mu lên đồi đi. Tao bên xu đảo ngoài nha, tao bên xu đảo ngoài nha. Một chiếc trên đồi mày luôn nha, trên đồi có một chiếc. Rồi, lên luôn, lên luôn. Đen nữa, có một chiếc. Có quanh lại kìa. Dứt 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 dứt. Xe xanh ngay chỗ. Rồi dưới 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 kìa. Mấy góc mấy góc đấy. Xe xanh ngay chỗ. Rồi dưới 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 kìa. Mấy góc đấy. Ở dưới đầu ngay ngã tư, ngay ngã tư hồi nãy bắn đao này. Đây đây đây. Chúng ta chúng ta tao bắn đao hai này, chúng ta bắn đao này. Rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi. Chúng ta chúng ta. Ngay ngã tư hồi nãy bắn đao này. Đây đây đây. Đâu đâu đâu. Rồi rồi đâu rồi đâu rồi đâu đâu đâu. Trên đội có một xe nè, trên đội có một xe nha. Rồi. Hay hay hay. Xuống nè, xuống xe nè. Dưới đó. Nè, lên xe dưới đó, lên xe. Lên xe dưới đó, lên xe dưới đó. Đây đây, từ 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 từ. Hold up. Rồi đợi thằng Le Hill cái đã kê cho nó. Bắn rồi, bắn rồi. Có sâu sâu sâu. Xe trắng chạy đi AP, chạy đi lên trên đi AP. Tao đợi vô. Rồi lên đây mày. Chạy tụi mày ơi. Mày ra, mày ra. Tập trung, chạy, tập trung đi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Tao bắn lốt rồi, tao bắn lốt rồi. Nó chạy về tao co rồi. Ừ, tập trung thằng ở trên đồi, tập trung ở trên đồi. Tao hiểu cái nha, tao hiểu cái nha, tao hiểu cái nha. Rồi, hiểu đi. Tao bắn lốt thằng lùn xe trắng chưa rồi. Là tao lên trước nè, tao lên trước nè. Lên nè, lên nè, lên nè, lên nè. Nó bị dừng lại, nó bị dừng lại. Đi lên trên, chạy nó. Lần chẳng yếu. Chẳng hai thằng, chẳng. Rồi, để tao móc, để tao móc, để tao móc. Để tao nói nè, để tao nói nè. Có một con xe màu tay mép bên trái, nó để bên trái nè. Nghĩa là một thằng lên đây cô nó lùi rồi, lái xe nó lùi rồi, lái xe nó lùi rồi nha. Nó thủ ở đây, thủ xa. Xuống lấy đồ, xuống lấy giáp đi, xuống lấy giáp đi. Cứu Tommy, cứu Tommy. Ở đâu? Cứu Tommy, cứu Tommy. Chặn cái xe lại, chặn cái xe lại. Tommy đau trên xe nè, Tommy đau trên xe kìa. Trên xe kìa, thấy không? Lại đây, rồi chặn xe lại, đá tao mì lên. Ờ tao qua đồ trái tao đứng à, coi chừng nó móc nha. Tao qua đồ trái tao đứng nhìn á. Thằng nào muốn đá đồ á thì chặn cái xe lại, quay cái hướng có xe, bên lái về mình có xe SUV chạy lên, SUV chạy lên. Rồi rồi vậy từ từ đi, đá tao mì lên nó xe lên, dưới. Nó lên nó bắn rồi. Lên xe rồi, lên xe. Rồi 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 rồi. Đó. Rút dịch, rút dịch. Bây giờ nè, tụi tao đang đứng đây nè, bây giờ đợi lấy thông tin của nó thôi, rồi dí thôi. Bây giờ nha, cho tao hư rồi. Đó, xe trước mặt nè. Đi. Lâu. Quay đâu vậy? Xe tím hồi nãy. Quay nó. Có một thằng hồi nãy, thằng leo hồi nãy mình bắn chết nó rồi. Thôi không quan tâm, lụng đủ thôi. Đi. Thôi, bỏ luôn rồi, cút. Lên. Cung đi,
tao đi kiếm xe nha em, tao đi kiếm xe mới nha. Không, tao đi kiếm xe mới luôn. Ôi, trông hết chưa? Ba điếu rồi. Tao cứ ngay bây giờ. Tao hết điếu rồi đó. Tao còn có 2 điếu à. Về lấy em cho nè. 50 điếu đủ chưa? Được. Rồi để ma ma đi với thằng Phi lo cho hai cái xác đó đi. Chuyển lên anh em. Mở đèn xe hết lên đi anh em ơi. Phi cứu mấy cái kia ở đâu vậy? Hình diện rồi. Phi bóp rồi, có Phi đi thì tao té. Phi bóp hả? Cái đi, tụi mày cứ lo tụi mày đi. Rồi, để cho tao lo đi, tao biết mà. Rồi, dịch đâu rồi? Cả đạo đỏ tầng 1. Rồi chạy ra ngoài về hướng chung cư đi đi luôn nè. Rồi lấy đi đồ đó. Lấy điều, lấy điều rồi. Lấy điều anh em mua lấy điều đó. Từng thằng lấy một nha, giờ xem thấy cốt bên trước đi, xem thấy cốt bên trước đi. Từ đợi mấy đứa kia đi, đợi mấy đứa kia đi. Bên nó bị bắt vô đồ chắc cũng mớ rồi đó. Có người vô đồ. Ôi mấy đứa kia ra cho nó bắn chết luôn rồi bạn. Nó nghỉ ngơi à. Cho nó ra. Xe gì? Xe nó, xe không phải. Garaway, tôi thấy 3 xe. Rồi. Bao nhiêu? 3 xe Garaway. 3 xe Garaway đúng không? Rồi bây giờ nè. Có thông tin rồi, anh em mình vòng qua bắt nó luôn, hiểu không? Đi chung nè, đi chung nè. Rồi, đứng ở đó đi, đứng ở ngã tư đi, tụi tao về nè, đi ngã tư đi. Quẹ phải nha. Mình đi từ hướng nào? Hướng bệnh viện lên hả? Đi em nè. Trước mặt hay sao, cấp ơi? Bên trái kìa, nó bên trái kìa đúng không? Đấy, nó thằng mặt đồ lộ kìa. Rồi. Đi. Rồi, ra quay nè. Rồi, móc súng sẵn tay ở đây. Có bị đi gần nha. Coi, tự đi nha. Từ đi. Đi chung. Dí vô nó rồi. Nè, chiếc ra quay nè bây. Ở trước bệnh viện Billbox nè. Đây, tụi nó nè, tụi nó nè. Bắn luôn. Chơi đó tao. Đầu 2 rồi, gút, lẹ lên. Rút. Bây giờ tao nói nè, tao hiu nha. Tao hiu. Rồi. Ngay cầu xe bên đó. Thấy rồi, hô lại, đi chung nè. Có một xe buýt màu hồng. Ok. Có 2 bánh rồi, tao kiếm xe cái. Cứ về anh bao. Trước bệnh viện nè, xe nhiều xe ngon nè, trước bệnh viện nè, trước bệnh viện cũ nè. Rồi, lại đi. Từ sau nha. Rồi, cứ đi đèn hốt nè, cứ dọc qua nha. Đây, đi thẳng qua đây, đi thẳng qua đây, đi thẳng qua đây. Không sao, cứ về hẳn đi. Rồi. BD nó chặn 2 đầu rồi. Ok, ổn không anh em? Ổn, ai bắn rồi? Đâu, Tám một. Xin lên rồi. Tiểu. Ôi. Đâu. Ê, lụm má xuống lụm súng nó không có thấy đéo có gì nào. Lụm mê đá. Tất cả nè, nghe nè, tất cả vô luôn cái đồi này hết. Cô bờ, tại xe tao tèo. Xuống xe mày. Vô luôn cái đồi này hết đi. Có BD nha, BD trực thăng à. Không sao, kệ mẹ nó. Bình tĩnh. Hằng đó rồi. Nó đây rồi chưa? Rồi xong rồi đó, xong rồi đi lên. Xong rồi. Đưa, anh em nhìn xung quanh nha. Tao lấy được chứng minh nhân dân cái thứ của nó. Xe bên này,
Nên bì, nên tên là bì với lại Grand gì á. Địa điểm ai bì. Nha về nhà nha, xe nào hư nhá, tìm con xe mới luôn. Tao phải đổi tiếp á, tao đổi á. Tao phải lắp á. Đổi luôn con Benzi đi bạn ơi. Về nhà đi. Về nhà đi. Về nhà sẵn tao chi điếu luôn nè. After hours of fighting, we have defeated the Moscow. We got our revenge, and it was fucking good. After that, the Moscow left the city, and they stopped messing with us. Since then, never to be seen again. If we work together like this, the 300s will control the city and be the strongest gang without doubt. No one will be able to stop us.